người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh Matthew McConaughey đến Hà Nội. Nam tài tử Matthew McConaughey và dàn sao Hollywood đã đến thăm di tích nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội chiều mùng 10 tháng 3. Đại diện truyền thông của di tích nhà tù Hỏa Lò chia sẻ với phóng viên Dân Trí rằng, chiều mùng 10 tháng 3, đoàn nghị sĩ Mỹ và các diễn viên Hollywood đã đến tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò. Đoàn khoảng 20 người đã ghé thăm di tích lúc 15 giờ. Sát giờ chúng tôi mới tiếp nhận thông tin từ đại sứ quán. Nguồn tin cho biết, dẫn đầu đoàn khách tham quan là hạ nghị sĩ Dimben Sanfilis. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của hai nam tài tử Matthew McConaughey và Woody Harrelson. Những hình ảnh về chuyến thăm của hai nam tài tử đình đám Hollywood khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều khán giả hào hứng bình luận, ôi, Matthew McConaughey đến Việt Nam kìa, giá mà biết trước, hôm nay mình cũng đi. Toàn sao phim hành động bom tấn Hollywood, nam tài tử Matthew McConaughey là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Hollywood. Anh được biết đến qua các bộ phim như Dazed and Confused, Contact, The Wedding Planner, The Lincoln Lawyer, Magic Mike. Matthew McConaughey từng giành tượng vàng Oscar và quả cầu vàng với vai John Ozop trong phim Dallas Buyers Club. Sở hữu làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc xoăn tự nhiên và nụ cười quyến rũ, Matthew McConaughey còn được tạp chí People bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh năm 2005. Không chỉ có sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, Matthew McConaughey có hạnh phúc viên mãn cùng người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình Brazil Camila Alves. Cả hai kết hôn vào năm 2012 tại Austin, Texas và có ba người con. Con trai Levi Alves McConaughey, ngày 7 tháng 7 năm 2008, con gái Visa Alves McConaughey, ngày 3 tháng 1 năm 2010 và con trai Livington Alves McConaughey, ngày 28 tháng 12 năm 2012. Còn Woody Harrelson là một diễn viên và nhà viết kịch người Mỹ. Ông được công chúng biết đến rộng rãi bắt đầu từ vai Woody Boyle trong phim Cheers 1985. Trong lĩnh vực điện ảnh, ông được biết đến qua một số vai như Billy Lee trong Why 1992, Mickey Knock trong Nature 1994, Tallahassee trong Zombie Island 2009, Bee Willoughby trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017, Leto Casazzi trong Venom 2 Let's Bekanet 2002. 11. Woody Harrelson từng nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm giải thưởng Primetime Emmy và hai giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh. Ngoài ra còn được đề cử cho 3 giải Oscar và 4 giải quả cầu vàng. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!